đền thờ Athena Nike, một viên ngọc kiến trúc Ionic trên Acropolis, không chỉ là nơi tôn vinh nữ thần chiến thắng, mà còn là minh chứng cho sức mạnh và tinh thần đoàn kết của người Hy Lạp cổ đại. Với phù điêu khắc hỏa trận Marathon lịch sử, ngôi đền nhắc nhở về chiến thắng vẻ vang trước quân xâm lược Ba Tư. Bên cạnh đó, những pho tượng Nike uyển chuyển trên các bức tường, đặc biệt là hình ảnh Nike đang chỉnh giày, thể hiện kỹ thuật điêu khắc bậc thầy và sự tinh tế trong nghệ thuật Hy Lạp cổ đại. Ngôi đền Ionic, uy nghi, bảo vệ lối vào Acropolis, là một công trình kiến trúc Amphiprostyle độc đáo, hiếm có, được xây dựng để tôn vinh Athena, nữ thần mang lại chiến thắng. Ngôi đền còn lưu giữ một trong những phù điêu khắc họa cảnh người Ba Tư đại bại tại Marathon, một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh và sự bảo hộ của nữ thần. Trận Marathon, một trong những trận đánh nổi tiếng nhất lịch sử, không chỉ là một thất bại quân sự nặng nề cho đế chế Ba Tư hùng mạnh, mà còn là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Hy Lạp cổ đại. Sự kiện này đã chứng minh sức mạnh của tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước khi một liên minh nhỏ bé của các thành bang Hy Lạp dẫn đầu bởi Athens đã đánh bại một đội quân xâm lược đông đảo hơn nhiều. Trận Marathon cũng mang ý nghĩa biểu tượng to lớn, khẳng định sức sống mãnh liệt của nền dân chủ non trẻ trước tham vọng bá quyền của một đế chế chuyên chế. Chiến thắng này đã truyền cảm hứng cho các thế hệ người Hy Lạp sau này, góp phần tạo nên thời đại hoàng kim của Athens, một thời kỳ đỉnh cao về văn hóa, nghệ thuật và triết học, để lại di sản quý báu cho nhân loại. Athens, hàng chục pho tượng nữ thần chiến thắng đã từng tô điểm cho lan can ở ba mặt của ngôi đền Athena Nike. Bức phù điêu này khắc họa Nike với trang phục dường như trong suốt, thể hiện kỹ thuật điêu khắc bậc thầy. Một công trình Ionic khác trên Acropolis Athenian là đền thờ Athena Nike, thiết kế bởi Callicrates, người đã cộng tác với Ithinos trong dự án Parthenon và có thể chịu trách nhiệm cho các yếu tố Ionic của ngôi đền đó. Đền thờ Athena Nike, sau khi được tháo dỡ để phục hồi, là một công trình Amphiprostyle, tọa lạc trên vị trí từng là một pháo đài Mycenaean gần Propylaea. Ngôi đền chào đón tất cả du khách bước vào khu bảo tồn thiêng liêng của Athena. Tương tự như Parthenon, ngôi đền này kỷ niệm chiến thắng trước người Ba Tư, không chỉ thông qua tên gọi của nó. Các nhà điêu khắc đã dành một phần của bức phù điêu để tái hiện trận chiến quyết định tại Marathon, nơi đã xoay chuyển cục diện, chống lại người Ba Tư. Một sự kiện lịch sử quan trọng, giống như bức phù điêu lễ hội Panathenaic của Parthenon. Tuy nhiên, trên đền thờ Athena Nike, người Athenian đã ghi lại một dịp cụ thể, không phải là một sự kiện định kỳ liên quan đến những công dân vô danh. Bao quanh tòa nhà, ở rìa pháo đài, một bức tường thấp được trang trí bằng những bức phù điêu tinh xảo, hiện đang được trưng bày trong bảo tàng Acropolis mới. Chủ đề của lan can tương đồng với chủ đề của ngôi đền, chiến thắng. Hàng loạt pho tượng của Nike luôn ở những tư thế đa dạng, được trang hoàng bằng chiến lợi phẩm của người Ba Tư. Những lúc khác, bà mang đến những con bò hiến tế cho Athena. Một bức phù điêu khắc họa Nike đang chỉnh lại dép của mình, một tư thế khó mà nhà điêu khắc đã thể hiện một cách thanh thoát và uyển chuyển. Nghệ sĩ đã phát triển phong cách của các bức phù điêu Parthenon lên một tầm cao mới, tạo ra một nhân vật có trang phục ôm sát vào cơ thể, đến mức gần như trong suốt, như thể ướt đẫm nước. Tuy nhiên, nhà điêu khắc không chỉ quan tâm đến việc thể hiện vẻ đẹp mềm mại của cơ thể phụ nữ trẻ. Các nếp gập tạo thành những hoa văn tuyến tính phức tạp, độc lập với cấu trúc giải phẫu của cơ thể và tồn tại như những thiết kế trừu tượng độc đáo. Đền thờ Athena Nike, một công trình Amphiprostyle hiếm có, được xây dựng để tôn vinh nữ thần chiến thắng và kỷ niệm chiến thắng của người Hy Lạp trước quân Ba Tư. Phù điêu trên đền tái hiện trận Marathon lịch sử bằng những bức tường Nike tuyệt đẹp, thể hiện kỹ thuật điêu khắc tinh xảo và sự quan tâm đến cả vẻ đẹp hình thể lẫn sự trụ tượng trong nghệ thuật Hy Lạp cổ đại.